ở báo danh 005 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Câu hỏi của tôi là: thế giới đạt mốc 8 tỷ người, trong biển người mênh mông đó, bạn định vị cá nhân bạn thế nào? Thưa quý vị, theo như thông tin tôi được biết thì ngày 15 tháng 11 năm 2022 chính là cột mốc đánh dấu thế giới đã cán mốc 8 tỷ người. Và tôi tự hỏi rằng giữa những người mênh mông đó, dân số thế giới tăng nhanh, vậy tôi có trở nên nhỏ bé giữa thế giới ấy không? Và tôi xin trả lời rằng bằng sự nỗ lực kiên cường và tin vào bản thân mình, tôi có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi xin cảm ơn. Và thí sinh đã xuất sắc đạt được danh hiệu Người đẹp thể thao. Xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy, số báo danh 005. Và sau đây, thay mặt cho ban giám khảo và ban tổ chức, tôi xin được công bố danh hiệu Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022 thuộc về thí sinh mang số báo danh 005 Huỳnh Thị Thanh Thủy.